Chúng ta quay lại với buổi mới nha, chúng ta sẽ bắt quay lại với cái việc mà đánh giá cổ phiếu sau khi kết thúc một số cái buổi ngắn đánh giá có gọi là nêu khái niệm về cổ phiếu ESOP đúng không? Cho cán bộ nhân viên. Nhìn chung thì lâu lâu mình có thể mình sẽ cập nhật thêm những cái chuyện liên quan đến kiến thức một chút đúng không? Còn lại thì chủ yếu vẫn sẽ tập trung vào đánh giá cổ phiếu là chính rồi đúng không? Gần đây vào quý chín thì cũng gần như là ra tương đối, hình như mình nghĩ là gần hết rồi, rất nhiều, vâng rất nhiều. Thế thì rất nhiều bạn bạn ấy hỏi là bảo gần đây đang có tiền nhàn rỗi thì không biết là bây giờ đang nên xuống con gì tiếp đúng không? Bên cạnh những cái danh mục cũ của họ thì ra là rất là khó trả lời, bởi vì gần đây cái giá hàng hóa nó biến động rất là mạnh, vâng biến động cực mạnh, có thể đang đang tốt đúng không, nhưng mà có thể 1-2 tháng sau có thể xấu ngay, và nếu mà giá hóa bỗng nhiên đang rơi đang lên thì lại rơi, nên là gần đây để gọi là chung chung một chút đúng không, mình hay giới thiệu các bạn là ngân hàng đúng không, nhẹ nhàng. Ngân hàng thì thực ra thì cũng gọi là không phải là tốt quá đúng không, nhưng gọi là khá đúng không? Bởi vì thực ra ngành nào thì họ cũng cho vay đúng không, cũng có ngành họ được biến lên, có ngành không được biến, có ngành kém đi đúng không? Nhưng tổng hòa lại thì là khá đúng không? Và có kiểm soát chặt thì chúng ta sẽ có tài sản đảm bảo đúng không? Ok, thế thì thực ra cũng không lý, hôm nay thì mình định giới thiệu là về Liên Việt đúng không? Thực ra thì cũng không định giới thiệu đâu, lâu lắm rồi mình có một ngân hàng nhỏ như trước ấy thì đây size đây đúng không? Size là 22.855 tỷ đúng không, và hôm đấy là giá 15.2, bây giờ thì chắc là cao hơn rồi đúng không, bởi vì cái này khoảng quần tuần cơ, đóng cửa phiên ngày 29 tháng 7 đúng không, thứ sáu rồi đúng, cái đây một tuần đây này này đúng, thế còn 4 hôm vừa rồi đều tăng nha, mỗi ngày tăng chút, và mỗi hôm thứ hai là tăng khá khá thôi, còn nếu tính trong 10 phiên thì chỉ có 1-2 phiên giảm nhẹ, còn lại thì 8 phiên tăng đúng không? Rất đặc biệt. Thế thì muốn giới thiệu, bởi vì thực ra cũng có một vài bạn hỏi chứ không phải là mình tự nghĩ ra cái này. Thì trong quá trình gọi là thống kê thì thấy có gì đây, đúng không? Có SHB này, đúng không? Có Liên Việt này, rồi hình như là cả ABB nữa đúng không? Là những mã mà có cái PE cực kỳ thấp đúng không? Theo anh mình đang nhìn thấy đây thì 5 và 5. À, trong số các cái mã kia đúng không, thì có vẻ cũng một vài bạn hỏi về Liên Việt hơn, rất đáng chú ý. Và đặc điểm chung của các mã này là trong 2 quý gần đây đều tăng vọt lên đúng không, đang 600 600 bỗng nhiên là 1.400 1.400 đúng không? Bên ABB thì 300, gần 300 thôi, 400 800 đúng không, lên rất mạnh. Thế còn của SHB thì 1.400 900 2.500 2.000. Như vậy là đấy là đặc điểm chung của một số mã ngân hàng tầm trung mà về thấp đúng không? Như vậy là nguyên nhân là do 2 cái quý gần đây lợi nhuận họ tăng rất là nhanh. Như vậy chắc chắn là chúng ta sẽ tập trung lý giải việc này đúng không? Liệu rằng là 2 quý tiếp theo là lợi nhuận có tiếp tục như này không đúng không? 2.400 1.400 đúng không? Nếu mà thực sự là 1.400 thì lợi nhuận cơ sở ở đây là cực kỳ lớn đúng không? Ví dụ chẳng hạn như hôm nay chúng ta thấy giá là 16.05 đúng không? Mình sẽ viết lại chút đúng không? Và 1.400 1.400 đó mình cho là 5.600 đi. Như vậy là thậm chí là về 4 cơ đúng không? Như vậy là rất có cơ và chúng ta sẽ cố gắng xem là có việc gì xảy ra đúng không? Để gọi là đi ra. Thế còn lại một số cái thông số thoáng đúng không? Đây cái bảng mình đã được cập nhật từ thời ACB đúng không? Cách đây mấy tháng. Thì đây là Liên Việt đúng không? Mình dữ liệu đây thì quý 1 thì không có tăng trưởng tín dụng đúng không? Thậm chí còn giảm. Quý 2 thì tăng trưởng rất là mạnh. Và điểm đặc biệt nữa ở đây là cái cho vay thì đang tăng rất mạnh so với tiền gửi đúng không? Tiền gửi có thể thấy là gần như là không tăng mấy đúng không? Đầu năm 180 bây giờ 185. Như vậy giỏi lắm thì tăng khoảng 3% thôi. Bên đây thì chi phí tín dụng trường thường chiếm khoảng 50% của thu nhập đúng không? Như vậy lãi 50%, như vậy là mình cho là cũng là khá đúng không? Và như thế là khá, và so với cái vài năm thì nó đang tăng rất nhanh. Bên mảng dịch vụ đúng không? Dịch vụ thì quý 2 rất đặc biệt,
lãi từ chứng khoán đầu tư thấy 356 tỷ mà dịch vụ đây. Như vậy trong 6 tháng năm này mảng dịch vụ đã phải đến được hơn nửa của năm ngoái rồi, như vậy mọi thứ đang xuôi. Còn đây là mảng liên quan đến chi phí động của lãi thuật, chi phí động có tăng hay là cộng lại thì rõ lắm được gần 2.500, bảo chỉ bằng năm ngoái thôi, bằng nửa năm ngoái thôi, trong khi hai này cộng lại đã khoảng 7.000 rồi. Như vậy năm ngoái, cả năm ngoái thu nhập tín dụng thu nhập hoạt động chỉ có 10.000 thôi. Như vậy đang đang cao lên thôi. Chi phí dự phòng đây cũng tăng, cùng đây là lợi nhuận. Và một điểm đáng chú ý nữa đây là từng quý nó về năm thường thường lãi suất cho vay ra khoảng tầm 8 đúng không? Mà năm nay thì cũng vẫn thế. Tháng năm vẫn một quý hai thì như vậy cả năm cũng khoảng 8, thậm chí mình nghĩ sẽ còn cao năm ngoái, cũng có thể khoảng 8.4, 8.5 gì đấy. Như vậy lãi suất cho vay ra đang tăng lên ở Liên Việt. Chi phí huy động đúng không? Chi phí huy động đây là chỉ khoảng 2,2. Như vậy là còn giảm xuống. Và cuối cùng kết quả thì NIM tăng lên. Đây như vậy cả năm chắc là hơn 4%. Như vậy vấn đề mấu chốt của Liên Việt ở đây là họ giảm được cái lãi suất huy động rồi đúng không? Đây là một cái thông số cho mình biết cái hiện tượng. Thế còn đây là nợ xấu đúng không? Nợ xấu thì 1,4 bao phủ nợ xấu thì 6,8 đúng không? Như vậy là đang suy giảm các kết quả của cho vay nhiều lên. CASA thì năm nay đều thấp. Năm nay mình thử nhập mấy ngân hàng lớn thì hầu hết CASA đều giảm. Và nếu ngân hàng nào nặng về tiền gửi kỳ hạn thì vẫn còn tăng trưởng được, còn nếu mà không kỳ hạn thì hầu như là giảm. Ở đây là một vài cái nhìn qua qua đúng không, nhưng mà cảm giác là vấn đề có thể là nằm ở chi phí động đúng không? Chúng ta sẽ tâm sau này đánh giá đấy. Còn về Liên Việt đúng không, chúng ta vừa rồi có thể thấy ngân hàng vừa có một vụ tăng vốn đúng không? Vừa có một vụ phát hành ESOP vừa vào đầu năm nay luôn đúng không? Như vậy là họ đến 4 năm rồi mới có một đợt ESOP tiếp, rất lâu rồi. Và còn vụ chào bán kia đây và mới báo cáo vào ngày 27 tháng 6, và số lượng cổ phiếu lưu hành mới bây giờ đang là 1,5 tỷ, tức là 15.000 tỷ. Và mình nhớ là như vậy là thậm chí là vốn này vừa mới tăng và còn chưa được sử dụng vào trong quý 2. Còn vốn hóa thì thông thường là người ta đã tính rồi 16, 15, 24. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng đúng, đúng đã tính rồi. Như vậy sau khi tháng 4 xong đúng không? Như vậy là sẽ cân trạng thái tài chính hơn đúng không? Như vậy là có cơ sở để làm nốt đúng không? Khả năng Liên Việt sẽ được giao cái tăng trưởng tín dụng khoảng 12%. Như vậy từ tháng 4 năm chắc còn một chút nữa thôi, thì khoảng tầm 3-4% nữa thôi. Vậy là đấy là một vài cái thông số đúng không? Còn ngày xưa thì mình nhớ mang máng là cái này ngân hàng của bên Dương Công Minh đúng không? Nhưng bây giờ thì Dương Minh đã sang làm chủ tịch của Sacombank rồi. Còn gần đây thì thấy bên Bầu Thụy nó chui về đây. Đấy một vài thông tin mình nắm sơ bộ như thế đúng không? Để chúng ta xem dù sao thì cũng chưa chắc chỉ một đến hai chủ được cùng rồi đúng không? Ở đây thì chủ tịch đang là ông Huỳnh Ngọc Huy đúng không? Không biết có sai gì không. Còn trong kế hoạch kinh doanh mà người ta nêu tóm tắt đây đúng không? Cho phép ghi lại trước thuế là 4.800 đúng không? 4.800 tỷ và tổng tài sản 336 và tín dụng là 246. Như vậy đến đây mới có 200, trừ nó xấu ra thì là hai hai trừ trích lập ra là 226. Như vậy là vẫn còn thiếu huy động tận 257, không biết là có vấn đề gì không. Rồi tổng tài sản là 336, như vậy là tổng tài sản thì như có vẻ gần gần đến rồi. Lãi trước thuế họ đòi là 4.800, 4.800. Trong khi là chắc là khả năng là vừa thôi, mà vì mình nhớ là đây rồi. Trước thuế 6 tháng đã là 3.500 rồi. Và nếu mà so với năm ngoái thì cả năm ngoái thì đâu có 3.600 thôi. Nhưng mà kể cả theo kế hoạch kinh doanh thì năm nay cũng tăng so với năm ngoái đến tận 33%, 1.200. Và nếu thực tế thì có thể sẽ cao hơn rất nhiều.
chúng ta sẽ cùng thử đợi xem quỹ đầu tư vốn sẽ như nào. Ở đây thì vừa tăng vốn xong, như vậy là hoàn toàn có cơ sở để có thể lợi nhuận còn sẽ được book cao hơn nữa. Và như vậy cũng khung cảnh là tương đối ok đúng không? Lâu rồi chúng ta lại xuống một ngân hàng nhỏ, và là ngân hàng chung cũng không phải là nhỏ lắm, và chúng ta sẽ bắt đầu thử thì như vậy đúng không? Ngân hàng thì chắc chắn họ toàn cổ tức cổ phiếu rồi, không thể lợi tiền mặt đâu. Và Liên Việt thì ESOP trước là năm 2018 bán ưu đãi vào năm 18, năm nay thì cũng một lần bán nữa ưu đãi nữa đúng không? Hình như mang máng là cái giá cổ phiếu cuối năm ngoái cái đoạn này lên rất là bốc, đúng rồi, từ chỗ điều chỉnh giá 4 mà lên tận 24, vậy là lên đến 5-6 lần. Cuối cùng thì nó đã giảm về đến hôm vừa rồi mình nhớ mang máng là 11 118 à, như vậy là từ đó đến giờ cũng phải tăng đến chắc phải đến 30 rồi, vào đến tận hơn 4 giá, hơn 30% rồi. Đáy 1 thì vào 129 và đáy 2 thì 118, và một ngày giao dịch vẫn vài triệu đúng không? Như vậy sai này tương đối phù hợp với rất nhiều người. À, đúng chút. À, chúng ta sẽ thử xem như nào nhé. Lý giải chắc là đúng rồi, đúng rồi. Này này hy vọng là mình không có sai. Đây đây xem số lượng đúng chưa. Ồ, cái này là đã chào bán thôi. Đây, 1 năm đúng rồi, đúng rồi, chuẩn rồi. Và hôm nay có thể chắc là sẽ là một buổi ngắn thôi, chứ không thể là một buổi dài được. Này trong quá trình phân tích hết cổ phiếu này cổ phiếu kia thì cố gắng là mình sẽ điểm thêm một vấn đề về cơ bản. Tất nhiên là đối tượng ở đây là những bạn đang đang đầu tư đúng không? Chứ cũng không phải là theo kiểu bạn mới tin. Trước thì mình cũng có một cái website nhưng mà thực ra viết bài rất là lâu, nhưng mà thấy qua YouTube thì nhanh hơn. Có thể là sẽ đẩy nội dung đấy sang YouTube trước, sau đó sẽ viết lại sau. Phù hợp hơn đúng không? Đẩy nhanh được tốc độ. Và sẽ nốt lại cái ý chính. Khoảng 24.000 tỷ. Và nào thì họ mà đã không chi tiền thì gần như là chính thức tái đầu tư rồi. Lấy cái lãi sau thuế của năm 21 nhé, để chúng ta có một cái tham chiếu ban đầu, nhưng mà thấy lợi nhuận trong hàng năm qua mấy năm qua tăng rất nhanh, 900 lên 1.600, 1.600 lên 1.800, con em này chậm này, 1.800 lên 2.800 này, đúng không? Hôm nay thì sẽ rất cao. Cố gắng lý giải đúng không? Và nghiên cứu thêm cái vụ xấu đúng không? Nếu là xấu tăng lên chết rồi, chúng ta có lãi như thế đúng không? Chúng ta có lãi sau thuế của 4 quý gần đây. Và cuối cùng thì các thứ hai chuyển nhập vào đây thì mình bán lấy vậy 1.434. Và 4.000 vậy, chỉ cần so là riêng với cái thời điểm của toàn 21 thôi đã khác rất nhiều rồi, và để cho nó toàn diện hơn nữa. Cái sau thuế nhưng mà là kế hoạch nhé, kế hoạch một cái tham số mà hội đồng quản trị người ta đưa ra đúng không? Mình
tạm lấy số ở đây đi, hoặc là chúng ta thích gốc gốc đúng không? Vào cái này của đông ra nhỉ, đây là có cái ghi góc gì không? Hình như là không rồi, ta có thể phải xem tờ trình. Đây rồi, mình nó tìm đây, đây, họ chụp lại chắc là cái bản gốc của bên tờ trình về đại cổ đông, đúng không? Đây này, đây có luôn, đúng không? Chắc là 4.800 rồi, chính xác rồi. Và nhưng mà đây là trước thuế thôi, đúng không? Mình nhân với 80% đi, trước thuế đi. Đã. Và đến giờ này hình như là vượt rồi, hai quý cuối năm có khi chỉ cần bằng năm ngoài. Nhưng mà ở đây chúng ta phân tích là chúng ta kỳ vọng là phải hai quý cuối cũng phải như tư cơ, đúng không? Hy vọng như vậy. Và chúng ta có cái e đây rồi, 17 rất cao, 17 rồi, B là chỉ hơn 5 thôi. Và thực ra đây là mình quay cũng được coi là muộn đúng không? Thực ra hôm trước nhìn đấy thì PE chỉ hơn 5 tròn một tẹo, và rất thấp. Chúng ta có cái tỷ lệ lãi sau thuế trên 4 điều lệ, và lãi đây là 21 nhá. Và tất nhiên chúng ta sẽ chia cho cái lưu hành đầu năm. Đây, lúc đấy là đang 12.000 đúng không? 12.03 như vậy. 905 20% đúng không? Như vậy là nếu có cổ phiếu thì chắc là nằm trong cái khung này. Và chúng ta sẽ thử xuống chuyên mình vốn chủ xem như nào, không biết là báo cáo công ty tự lập thì nó có rõ ràng hơn một chút không. Đây, và như vậy không nhìn gì cả mà rất khó nhìn. Rồi, đúng không? Mình phải vào tận web của ngân hàng đúng không? Và chúng ta sang cái mục này thì nhìn mãi mới ra. Đúng không? Chúng ta có cái mục gọi là phân phối lợi nhuận 21. Chúng ta sẽ vào kiểm tra xem nào nhá. Cho tính như lại giữ lại xem như nào. Lợi trước thuế là 3.600 đúng không? Thuế nhuận doanh nghiệp là 700, lợi nhuận sau thuế là 2.000.